Vào thời điểm cuối năm, thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ tại các trung tâm thương mại luôn ở mức cao. Nếu như không có sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thì hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và để lại hậu quả rất nặng nề. Để từng bước trang bị kỹ năng cho nhân viên, lực lượng chữa cháy cơ sở, ngày hôm nay Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố, huy động nhiều lực lượng tại trung tâm thương mại Yongmo, Hà Đông. Tình huống giả định do có sự cố quá tải gây chập điện và cháy ổ cắm, đám cháy lan ra xốp, bao bì hàng hóa để gần ổ điện trong gian hàng tầng 1 của trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Do khu vực chứa hàng có số lượng chất cháy lớn nên đám cháy phát triển rất nhanh, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói khí độc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu chứa hàng và lan dần lên các tầng trên. Tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy tự động của khu vực này lại không hoạt động do đang trong quá trình bảo dưỡng. Thời điểm này, trung tâm thương mại có khoảng 1.000 người. Khoảng 520 người được lực lượng cơ sở sơ tán và hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn. Một số người bị ngạt khói và mắc kẹt. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng 24 xe và phương tiện các loại đến hiện trường. Với cái thời gian từ giờ đến trước, trong và sau Tết thì đây cũng là những cái nơi mà sẽ diễn ra nhiều những cái sự kiện về chăm sóc khách hàng cũng như là việc giao thương mua bán, thì nó cũng là một trong những cái tiềm ẩn cái nguy cơ của cái nơi tập trung đông người này. Nên chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để lựa chọn cái phương án chữa cháy ở tại cái trung tâm thương mại này. Thì với cái sự huy động của lực lượng toàn thành phố và lực lượng cơ sở thì phải nói đánh giá cái buổi diễn tập phương án hôm nay sau 1 tiếng 15 phút liên tục từ khi phát hiện xảy ra cháy cho đến khi mà chúng ta tổ chức dập tắt đám cháy hoàn toàn theo giả định tình huống thì chúng ta đã thực hiện một cách an toàn về người và phương tiện. Theo Công an thành phố Hà Nội, trung tâm thương mại lớn, nhỏ là một trong những loại hình cơ sở đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ. Do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy phải hết sức được chú trọng để hạn chế, giảm thiểu các sự cố có thể phát sinh. Do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã không thể tổ chức một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn như vậy trong vài năm qua. Chúng tôi rất vui mừng vì đã có thể tổ chức thành công buổi diễn tập ngày hôm nay. Mỗi ngày, chúng tôi tiếp đón một lượng khách hàng lớn tới trải nghiệm và mua sắm, từ trẻ em đến những người cao tuổi. Không chỉ vậy, chúng tôi có khoảng 2.500 nhân viên đang làm việc trong trung tâm thương mại. Do đó, chúng tôi tin rằng những buổi diễn tập như thế này là rất quan trọng và cần thiết nhằm giúp khách hàng an tâm mua sắm và các nhân viên an tâm làm việc tại trung tâm thương mại. Đối với những công tác phục vụ đảm bảo an toàn phòng cháy cho khách hàng, nhân viên ở trong trung tâm thương mại thì trung tâm thương mại vẫn kiểm tra định kỳ về hệ thống trang thiết bị về phòng cháy cháy. Ngoài ra, trung tâm thương mại túc trực 24/24 giờ về đội phòng cháy cháy làm sao đảm bảo trung tâm thương mại giảm thiểu cái khả năng cháy nổ và đảm bảo tốt nhất đến môi trường phục vụ cho khách hàng, nhân viên và toàn bộ những người có mặt tại trung tâm thương mại. Từ những buổi tuyên truyền diễn tập về phòng cháy chữa cháy như thế này, nhân viên, lực lượng bảo vệ và đội chữa cháy cơ sở tại trung tâm thương mại sẽ từng bước khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng cần thiết để xử lý sự cố cháy nổ ngay tại thời điểm mới phát sinh.